đội tấn công. Cầu non. Không thủ nào khá khó chịu. Anh em có dịp qua sân cầu lông Học viện Tài chính thì đến giao lưu với bọn mình nhá. Một pha cầu rất hay và đằng co. Chiến thắng cho cặp đôi Hà Nam. Màn hình đó là cặp đôi đến từ Hà Lan. Phía xa màn hình là cặp đôi Việt Anh và Tất Bắc. Tất Bắc mặc áo xanh, Việt Anh mặc áo đen là đội chủ nhà. Ở phía sân bên này anh bé hơn là anh Tiến. Mấy anh em qua sân Tài chính giao lưu rất hay. Tôi chơi với em. Được cầu rất nặng. Rất nhanh và tốc độ. Bắt cầu lỗi từ Việt Anh Học viện Tài chính. Về cầu rất mạnh từ tay vợt đến từ Hà Nam. Tay vợt Nguyễn Việt Anh kia Việt. Gần đây nhất thì tay vợt Tất Bắc, tay vợt áo xanh kia cũng đoạt giải nhì cúp báo tuổi trẻ thủ đô. Rất chủ động bắt lưới. Hà Nam giao cầu. Mấy anh em đến từ Hà Nam qua đây giao lưu. Vâng, bắt lưới rất nhanh, từ rất khỏe. Thủ lái cầu rất hay từ Việt Anh. Lại tiếp tục là một pha cầu may mắn của cặp đôi Hà Nam. Một cầu lật lưới, giành được điểm. Việt Anh rất chủ động mở cổ tay ra để bắt cầu. Cơ hội tấn công. Cơ hội tấn công. Cầu non. Không thủ nào khá khó chịu. Anh em có dịp qua sân cầu lông Học viện Tài chính thì đến giao lưu với bọn mình nhá. Một pha cầu rất hay và đằng co. Chiến thắng cho cặp đôi Hà Nam với sân bọn mình. Miễn là sao báo trước là được. Báo trước để Hùng chủ động Hùng ra tiếp đón thì nó sẽ chủ động, nó sẽ tốt hơn. Bởi vì sân cũng khá đông. Không có lời mời anh em nhá, nhưng Hùng phải nói trước là sân khá đông. Nếu mà anh em nào mà giao lưu. Võ củ tay rất tốt. Tất Bắc gõ cầu rất tốt nhưng bên kia thủ rất dài, vẫn còn. Vẫn còn. Tiếp tục đến Việt Anh đập cầu. Rồi bắt cầu không chính xác. Liên tục là những pha đua cầu ngang. Thủ cầu rất tốt. Vẫn chưa để kết thúc. Rồi, một pha cầu lên bắt động. Lái cầu rất hay từ Việt Anh. Không biết dạo này học đâu ra quả đấy. Trước kia chưa thấy có. Rồi, 14-19. Đập cầu rất nặng. Bỏ cầu chính xác. Thủ tay các vận động viên rất tốt. Rồi, chiến thắng cho Việt Anh. Vẫn còn. Vẫn thủ được. Vẫn còn. Khá xuất sắc cho phòng thủ vừa rồi của Việt Anh. Non rồi. Vẫn còn. Không còn nữa rồi. Việt Anh bắt cầu.
Việt Anh tì cổ tay rất hay, hấp dẫn và kịch tính, vẫn thủ được. Công cầu lao lỗi từ Tuyết Bắc. Dứt. Vẫn thủ được. Rồi, không còn rồi. Bên phía gần màn hình, cặp đôi đến từ Hà Nam vẫn duy trì lợi thế dẫn điểm. Bắt lưới tốt, 2-3. Vẫn thủ được. Và cầu không hiểu ý nhau. Và cầu may mắn, cầu lật lưới. Đập cầu vào lưới, rất đáng tiếc. Ok, chúng ta tiếp tục với trận đấu. Việt Anh giao cầu, ép lưới rất nhanh từ tay vợt đến từ Hà Nam. Điểm bao nhiêu rồi đây? 26-21 thì phải. Rồi, đập dường như móp cầu. Tại sân cầu lông Học viện Tài chính thì bọn mình đánh một set 31 nha mọi người. Cội tấn công. Vẫn còn, rồi không còn nữa rồi. Chiến cầu rất sắc từ Việt Anh. Cặp đôi Tuyết Bắc và Việt Anh liệu có thể gỡ hòa điểm số hay không? Thủ cầu rất lì từ Việt Anh. Bên kia hai vận động viên chuyên công nhưng vẫn không thể giành điểm vì bên này thủ cũng rất dài. Vẫn còn, không còn. Cầu trong sân. Rồi, ép cầu rất hay từ tay vợt Hà Nam. Cơ hội tấn công. Cầu ngoài sân. Cơ hội tấn công. Rồi, đập cầu. Không còn nữa rồi. Đè cầu rất hay. Tay vợt áo đen thiếu gần màn hình về cầu cũng rất tốt. Cổ tay như kiểu máy vậy. Đó là một pha cầu không may mắn cho Tuyết Bắc. Cầu không qua lưới. Phần 28-29. Non rồi. Vẫn thủ được. Việt Anh thủ rất lì. Tay vợt số 1 của Học viện Tài chính đã từng vô địch hội khỏe vận động toàn quốc. Còn rất xuất sắc cho pha cầu của Việt Anh. Ba mươi hai chín. Tấn công. Ngoài sân 30 đều. Vẫn thủ được. Vâng, bật rất cao và chém cầu rất cắm của anh Tiến. 31-30 nhưng phải cách 2 nhá. Sơn Hùng đánh cách 2, không phải là chạm đâu. Tay rất khỏe. Và cầu cuối rất căng thẳng. Bắt cầu lỗi từ Việt Anh. Vâng, cuối cùng chiến thắng vẫn cho cặp đôi phía gần màn hình. Điểm số 32-30. Kết thúc video.